Công trình vi phạm ở sâu trong vùng lõi di sản nên khó phát hiện. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu dừng đón khách ở công trình cầu xuyên vùng lõi Tràng An. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có sai phạm sau khi có kết luận thanh tra. Trả lời phóng viên, ông Đinh Trung Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định sự việc xây dựng cầu xuyên vùng lõi ở di sản Tràng An Hoa Lư có dấu hiệu sai phạm. Ngày 7 tháng 3, lãnh đạo tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện công trình này. Thời gian 45 ngày, đoàn Thông Phụng đứng đầu. Sau khi có kết luận cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào đó xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân tùy vào mức độ sai phạm. Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình khẳng định đoàn sẽ tập trung vào các nội dung chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý di sản, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, văn hóa, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó là việc chấp hành các quy định của một số luật như doanh nghiệp, lao động, thuế cùng các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, in ấn phẩm, tuyên truyền, quảng cáo. Trả lời câu hỏi tại sao cây cầu xây dựng trong thời gian dài mà Ủy ban nhân dân tỉnh không biết trách nhiệm thuộc về ai, ông Phụng nói rằng công trình xây dựng ở sâu trong vùng lõi nên khó phát hiện. Trước mắt, tỉnh đã yêu cầu công ty cổ phần du lịch Tràng An dừng ngay các hoạt động đón khách tham quan du lịch trên công trình tại núi Cái Hạ. Trách nhiệm cụ thể như thế nào khi có kết luận của thanh tra sẽ chỉ rõ. Có kết luận thanh tra, chúng tôi sẽ công khai trên báo chí, ông Phụng nói. Trao đổi với phóng viên trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, bà Đặng Thị Bích Liên cho biết thẩm quyền xử lý vụ việc thuộc về lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ Giám sát do thanh tra bộ đã chỉ rõ vi phạm từ trước đó nên tỉnh dứt khoát phải làm nghiêm. Thứ trưởng Liên nhấn mạnh Tràng An là di sản UNESCO thế giới đầu tiên của Việt Nam, đạt hai tiêu chí về thiên nhiên và văn hóa. Đây là di sản lớn của đất nước. Về mặt quản lý, ngoài thực hiện theo luật di sản, Việt Nam còn phải chịu sự điều tiết của công ước quốc tế. Nếu không xử lý triệt để, khả năng UNESCO có ý kiến và xem xét danh hiệu đã công nhận với Tràng An là khó tránh khỏi. Gần đây, du khách tham quan di sản Tràng An Hoa Lư Ninh Bình bất ngờ với cây cầu bê tông xuyên vùng lõi khu di sản này. Theo đó, cầu dài hơn 1.100 mét, gồm hơn 2.000 bậc thang từ chân núi đến đỉnh núi Cái Hạ và nằm chênh vênh trên các vách đá. Chủ công trình được xác định là công ty cổ phần du lịch Tràng An. Không chỉ xuyên qua di sản hỗn hợp danh thắng Tràng An, cây cầu còn xuyên qua không gian của rừng đặc dụng đã được giao cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường quản lý. Cầu được xây dựng từ tháng 8 năm 2017, ngay ở vùng lõi Tràng An, khu di sản UNESCO.